Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 27 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 9 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý tư năm 2024. Thành phố Hạ Long đồng loạt khởi công các dự án cải tạo cảnh quan khu vực vùng lõi đô thị và phục vụ đời sống dân sinh địa bàn vùng cao. Doanh nghiệp Quảng Ninh mở rộng cơ hội xúc tiến thương mại tại thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN thông qua Hội chợ Trung Quốc ASEAN CAEXPO lần thứ 21 đang diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024 đạt hai con số là một trong những chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 diễn ra trong sáng nay để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý tư năm 2024. Tính đến thời điểm cuối tháng 8, các hoạt động kinh tế đều giữ tốc độ phát triển ổn định theo đúng mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh, gây ra nhiều tác động nghiêm trọng. Đến nay, tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh khoảng 25.000 tỷ đồng. Ngay trong và sau cơn bão, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, huy động lực lượng, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả được triển khai đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm cao. Tỉnh đã thông qua một số biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn với kinh phí đến nay là 1.180 tỷ đồng. Do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, khiến tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh dự kiến không đạt kịch bản đề ra. Công nghiệp, xây dựng là khu vực ít bị thiệt hại về sản xuất nhất trong 3 khu vực kinh tế, nên kết quả tăng trưởng của khu vực công nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,25% so với cùng kỳ, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với kết quả tăng 28,3% so với cùng kỳ. Là khu vực chịu thiệt hại nhiều, lĩnh vực dịch vụ cũng đã nhanh chóng khôi phục. Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh 9 tháng ước đạt trên 15,6 triệu lượt, tăng 20% cùng kỳ, bằng 98,1% kịch bản tăng trưởng 9 tháng. Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu GDP của tỉnh, tuy nhiên nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp và thiệt hại nặng nề do bão. Tỷ lệ che phủ rừng giảm còn khoảng 42%, tương đương giảm 13 điểm phần trăm. Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng bằng 93% kịch bản tăng trưởng, trong đó nuôi trồng thủy sản bằng 84% kịch bản tăng trưởng 9 tháng. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 40.417 tỷ đồng bằng 73% dự toán năm, trong đó thu nội địa 26.332 tỷ đồng bằng 62% dự toán năm, thu từ xuất nhập khẩu đạt 13.800 tỷ đồng bằng 106% dự toán năm. Tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh dự kiến đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2024 đạt trên 1,7 tỷ đô la Mỹ bằng 59% kế hoạch năm. Chất lượng giáo dục được duy trì, giữ vững và phát triển. Điểm thi trung bình tốt nghiệp trung học phổ thông có sự tiến bộ vượt bậc, đứng thứ 25 trên 63 tỉnh thành, cao nhất kể từ trước đến nay, tăng 11 bậc so với năm trước. Kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tinh thần tự lực, tự cường, quyết liệt của các ngành, địa phương trong việc nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão, ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Quảng Ninh quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2024. Để đạt mục tiêu này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thống kê các thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra, phân loại các đối tượng bị ảnh hưởng để chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo thẩm quyền và quy định. Đồng thời tiếp tục đề nghị Trung ương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa bão, triển khai xây dựng đề án khôi phục, tái thiết nền kinh tế sau cơn bão số 3 để làm cơ sở chỉ đạo điều hành. Riêng đối với mục tiêu tăng trưởng của quý 4 năm 2024, các ngành, lĩnh vực có dư địa tốt cần tiếp tục triển khai các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng nhằm bù đắp cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề và cần nhiều thời gian để khôi phục. Công nghiệp và xây dựng, tôi báo cáo ông chí là chúng ta phải tập trung vào để mà xác định, để mà thu hút, để mà huy động mọi nguồn lực, mà trong đó đã đặc biệt là đầu tư công. Đây là một trong các trụ cột quan trọng nhất ở trong cái lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Rồi là ngành thương mại dịch vụ,
Báo cáo ông chí là chúng ta phải quyết tâm thu hút được 19 triệu khách du lịch, trong đó là có 3 triệu khách quốc tế, cũng đã có phân công cụ thể đến từng ngành và từng lĩnh vực rồi. Đấy. Và sẽ chi tiết đến từng ngành cấp 1, từng ngành cấp 2 để mà giao cho các sở ngành, giao cho các địa phương, giao cho các doanh nghiệp để chúng ta đảm bảo cái mục tiêu là tăng trưởng của tỉnh của chúng ta năm 2024 này là tăng trưởng 2 con số. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành, lĩnh vực chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới, trong đó thực hiện rà soát, đề xuất, nêu rõ các biện pháp điều hành ngân sách phù hợp với tình hình thực tiễn phát sinh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu chi ngân sách và quản lý chặt chẽ đầu tư công, đảm bảo tiến độ việc tham gia xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030, chuẩn bị các báo cáo chuyên đề, trong đó tập trung báo cáo phát triển kinh tế biển Quảng Ninh đến năm 2030, báo cáo tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI, danh mục các công trình đầu tư công giai đoạn 2025-2030. Chiều nay, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì họp lắng nghe ý kiến nguyện vọng và chỉ đạo thực hiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch bị đắm chìm do bão số 3. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện Hiệp hội Tàu Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đã bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm chỉ đạo khắc phục sau bão của tỉnh để hoạt động du lịch nhanh chóng trở lại bình thường, đồng thời làm rõ một số khó khăn như chi phí trục vớt tàu chìm đắm lớn, vốn vay ngân hàng khó tiếp cận, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo nghĩa vụ tài chính với các chính sách thuế và bảo hiểm. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có các giải pháp hỗ trợ kết nối với các đơn vị trục vớt, đóng mới, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành trục vớt tàu bị chìm đắm, đóng mới thay thế đối với tàu bị hư hỏng, giãn hoãn các khoản vay, giảm thuế và xem xét nguồn vốn vay ưu đãi mới với lãi suất thấp, hỗ trợ thủ tục pháp lý trong cấp giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện. Sau khi lắng nghe, tiến hành phân tích các kiến nghị đề xuất từ doanh nghiệp, sở ngành liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tường Huy chia sẻ với những khó khăn mất mát của các doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch, giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tham mưu cho tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tháo gỡ khó khăn trong việc sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ trục vớt các tàu du lịch bị chìm đắm. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ cho phép doanh nghiệp có tàu du lịch được hưởng các cơ chế chính sách giãn hoãn các khoản nợ từ các tổ chức tín dụng như ở những lĩnh vực khác và tiếp tục được vay mới. Tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách tiếp theo để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất kinh doanh dài hạn. Nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới trên Vịnh Hạ Long, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đội tàu du lịch hoạt động hiệu quả và dần thay thế những tàu du lịch vỏ gỗ bằng tàu vỏ thép đẳng cấp chất lượng hơn. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng nay đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tiếp xúc cử tri huyện Bình Liêu. Tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri huyện Bình Liêu chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 21 tháng 10, bế mạc ngày 30 tháng 11 năm 2024. Nội dung kỳ họp sẽ xem xét thông qua 16 luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 12 dự án luật và một số nội dung quan trọng khác. Thông tin về kết quả công tác ứng phó khắc phục bão số 3 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, hiện nay toàn tỉnh đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Trong đó, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp kiểm tra chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau bão, đoàn đã xây dựng kế hoạch và tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường. Tổ chức thăm hỏi động viên 60 tập thể, 556 cá nhân, hộ gia đình với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Bình Liêu đã kiến nghị tới Quốc hội và các cấp có thẩm quyền một số nội dung như xem xét một số cơ chế chính sách đặc thù cho cán bộ công chức tại các địa bàn biên giới, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu Hoành Mô, đảm bảo an ninh tôn giáo. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao đổi làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.
đồng thời khẳng định những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp đầy đủ để trình Quốc hội và các cấp ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng chí đề nghị huyện Bình Liêu tiếp tục triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về khắc phục hậu quả cơn bão số 3, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Chiều cùng ngày, đại biểu Quốc hội Hòa Thượng Thích Thanh Quyết cũng đã có cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Uông Bí, thông tin tới các cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và lắng nghe các ý kiến nguyện vọng của cử tri thành phố Uông Bí. Trong đó tập trung các nội dung cần có cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời đối với người dân doanh nghiệp bị thiệt hại bởi bão số 3, chỉ đạo các cấp bộ ngành liên quan có phương án khôi phục, bảo tồn cây di sản tại khu di tích và danh thắng Yên Tử. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo thành phố trao đổi làm rõ thêm tại hội nghị. Những ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, xem xét, trình tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Cũng trong chương trình làm việc tại huyện Bình Liêu, chiều nay đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra khảo sát một số thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện. Kiểm tra khảo sát tại nhà văn hóa xã Đồng Văn, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị xã Đồng Văn nghiên cứu tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng định kỳ tại nhà văn hóa xã, đưa nhà văn hóa xã trở thành địa điểm giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của người dân địa phương, qua đó tạo thêm sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, đồng thời cũng là địa điểm để tuyên truyền giáo dục về văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Khảo sát tại đình Lục Nà, xã Lục Hồn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là công trình văn hóa được đầu tư công phu bài bản, có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Đồng chí đề nghị huyện Bình Liêu và xã Lục Hồn tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa giá trị của công trình đối với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của nhân dân địa phương, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá để công trình trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Bình Liêu. Đề nghị huyện Bình Liêu trên cơ sở khai thác những giá trị đặc biệt về cảnh quan tự nhiên vùng biên giới để hình thành các sản phẩm du lịch mới, qua đó từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ trực thuộc tỉnh đánh giá công tác 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác quý tư năm 2024. Trong 9 tháng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra giám sát năm 2024. 9 tháng cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 1.503 tổ chức đảng bằng 94,4% so với cùng kỳ, giám sát 1.291 tổ chức đảng bằng 94,6% so với cùng kỳ, kiểm tra 6.144 đảng viên bằng 150% so với cùng kỳ, giám sát 4.662 đảng viên bằng 94,4% so với cùng kỳ. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 36 tổ chức đảng và 122 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát 1.082 tổ chức đảng, giám sát 557 tổ chức đảng và 510 đảng viên. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện các nghị quyết, rà soát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện các quy chế làm việc, rà soát, triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát còn lại trong năm, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng các cấp, nắm chắc tình hình đơn thư, kịp thời giải quyết, tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tăng cường, củng cố kiện toàn bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra, đảm bảo nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng, tăng cường trách nhiệm của cán bộ ủy ban kiểm tra được theo dõi địa bàn. Chiều nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, giám sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đối với đơn vị có 22 dự án, tổng số vốn được giao trên 702 tỷ đồng. Kế hoạch đã phân bổ đến nay là gần 590 tỷ đồng, tương ứng 83,9% so với kế hoạch đã được phê duyệt.
trong đó đã có 6 dự án hoàn thành giai đoạn trước, 10 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước chuyển sang, 5 dự án khởi công xây dựng mới. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị được bố trí gần 281 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 12 dự án. Kế hoạch đã phân bổ đến nay được gần 225 tỷ đồng, tương ứng với 80% so với kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó đã có 6 dự án hoàn thành giai đoạn trước, 5 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang, 2 dự án khởi công mới. Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị các đơn vị giải trình làm rõ một số nội dung như việc phê duyệt đầu tư các dự án sau khi được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư còn chậm, tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, chất lượng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư công còn hạn chế, chưa bám sát tiến độ thực hiện dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của đoàn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị bổ sung giải pháp và khắc phục các tồn tại các kết luận kiến nghị của cơ quan thanh tra kiểm tra, đề nghị lập hồ sơ các dự án trình phê duyệt quyết toán và thực hiện bàn giao tài sản sau đầu tư đảm bảo quy định. Các đơn vị thực hiện nghiêm công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trong quá trình thực hiện dự án và đảm bảo không được để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng quy định về việc thu hồi vốn tạm ứng. Thường xuyên liên tục phối hợp với nhà thầu thực hiện kiểm tra giám sát chặt chẽ số vốn đã tạm ứng để thu hồi về ngân sách nhà nước những khoản tạm ứng tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn sử dụng vào mục đích khác. Các đơn vị cần chủ động rà soát các dự án đã hoàn thành, nhất là các dự án do tỉnh quyết định phê duyệt. Đến nay chưa thực hiện việc bàn giao tài sản sau đầu tư để khẩn trương thực hiện đảm bảo quy định luật quản lý sử dụng tài sản công, ra soát thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 để triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch trung hạn đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Nhằm tạo diện mạo cảnh quan trong các khu vực vùng lõi của đô thị, sáng nay thành phố Hạ Long khởi công nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật trên mặt tuyến mương tại các tuyến phố Hải Hà, Hải Thịnh, Hải Lộc, phường Hồng Hải. Xin mời. Nhóm dự án hạ tầng tạo cảnh quan trên mặt tuyến mương tại các tuyến phố Hải Hà, Hải Thịnh, Hải Lộc, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long có tổng mức đầu tư trên 17,5 tỷ đồng. Theo thiết kế, các tuyến mương kín này sẽ được đầu tư cải tạo bồn hoa trồng cây xanh, bãi đỗ xe, hệ thống đường dạo kết hợp sơn màu mặt đường và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Trong đó, phố Hải Hà có chiều dài trên 360 m, mức đầu tư 6 tỷ đồng. Phố Hải Thịnh có chiều dài 370 m, mức đầu tư 4,9 tỷ đồng. Phố Hải Lộc dài 430 m, mức đầu tư 6,6 tỷ đồng. Là một cái không gian, cái cảnh quan sinh thái để thứ nhất là tạo điều kiện cho bà con khu dân cư ở khu vực này là có cái chỗ là vui chơi, thể dục và cũng một cái cảnh quan cho cái thành phố, cái khu vực này nó thêm gọi là xanh, sạch đẹp. Đấy, chúng tôi là người trực tiếp sinh hoạt và sinh sống ở đây là cái người được hưởng lợi đầu tiên. Cái trục đường từ tuyến đường 18, tuyến đường chính của tỉnh thông suốt xuống như vậy là cung Cái Heo đây. Thế bảo tàng, thư viện, rồi thì bờ biển đây để cho như vậy khách du lịch các nơi đến thăm, người ta đi từ trên đường quốc lộ 18 xuống, người ta xuống đến cái khu vực cảnh quan như vậy là vịnh của mình đây để cho nó như vậy là đẹp đẽ và như vậy là xứng đáng với lại như vậy là thành phố xanh sạch đẹp để phát triển du lịch. Trên địa bàn phường Hồng Hải có 4 tuyến mương, hiện đã hoàn thành được 1 tuyến mương trên phố Hải Phúc, 3 tuyến mương còn lại được khởi công hôm nay và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2025 sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, cải thiện môi trường xanh sạch đẹp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực và đồng bộ kiến trúc cảnh quan với các công trình văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ tại khu vực đô thị lõi của thành phố Hạ Long. Cũng trong sáng nay, thành phố Hạ Long tổ chức khởi công nhóm dự án phục vụ dân sinh tại xã vùng cao Sơn Dương. Nhóm 3 dự án gồm dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại các xã Sơn Dương, Đồng Lâm, Vũ Oai, Hòa Bình, dự án xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ tại điểm trường trung tâm tiểu học Sơn Dương, dự án trụ sở công an xã Sơn Dương, tổng mức đầu tư cả 3 dự án nói trên là 119 tỷ đồng.
trong đó dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại các xã Sơn Dương, Đồng Lâm, Vũ Oai, Hòa Bình là một trong 4 dự án nước sạch nông thôn của thành phố nhằm hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ 80% hộ gia đình khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn hiện hành mà nghị quyết số 77 của thành ủy đã đề ra. Tổng chiều dài hệ thống tuyến ống là 120 km, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 2.000 hộ dân, dự kiến hoàn thành quý 2 năm 2025. Đây là một cái niềm mong muốn của cho nhân dân trong các thôn và trong xã Sơn Dương nói chung là rất là lâu rồi. Hôm nay là dự án được khởi công, chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi chào đón và mong là công trình là các công ty đấy, các nhà thầu là nhanh chóng đấy, làm sao để là đảm bảo cái nước sạch về cho nhân dân. Đối với nhiệm vụ xã thì cũng sẽ quyết tâm là phối hợp cùng với chủ đầu tư, nhà thầu để quyết tâm là thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp để đẩy nhanh cái tiến độ để sớm dự án hoàn thành, bàn giao và sử dụng và phát huy hiệu quả của các dự án công trình đã đầu tư. Đối với dự án xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ tại điểm trường Trung tâm Tiểu học Sơn Dương và dự án trụ sở Công an xã Sơn Dương sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2025, qua đó đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn, nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết khó khăn về nơi làm việc cũng như sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an xã, tạo điều kiện thuận lợi hơn để lực lượng công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Các dự án được hoàn thành sớm đưa vào sử dụng là tiền đề thúc đẩy phát triển toàn diện đời sống kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt người dân, đồng thời giúp các xã vùng cao của thành phố Hạ Long hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9, Hội chợ Trung Quốc ASEAN CAEXPO lần thứ 21 diễn ra tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc. Cùng với các doanh nghiệp Việt Nam, sự kiện này cũng là cơ hội tốt để nhiều doanh nghiệp Quảng Ninh xúc tiến thương mại tại thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế thành phố Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc, nơi diễn ra hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 21. Và theo ghi nhận của chúng tôi thì tham gia hội chợ lần này, tỉnh Quảng Ninh có một gian hàng được đặt ở vị trí trung tâm của khu gian hàng Việt Nam, rất thuận lợi cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư cũng như là du khách đến tham quan và mua sắm. Là doanh nghiệp chế biến sâu về hải sản ở huyện Vân Đồn, những năm qua công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh Bavabi đã phát triển dây chuyền máy móc hiện đại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tối ưu hóa tiện ích cho người tiêu dùng. Nhờ vậy, các sản phẩm của Bavabi ngày càng được cải tiến, đảm bảo chất lượng, đa dạng kiểu dáng, mẫu mã, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thủy sản Quảng Ninh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Tham gia hội chợ CAEXPO năm nay, sản phẩm của công ty đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Đến với hội chợ lần này, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh Bavabi tự hào mang đến những sản phẩm đặc trưng của quê hương, thì trong đó có sản phẩm ruốc hàu Bavabi đã đạt 5 sao OCOP. Thì ngoài ra thì công ty còn mang đến những sản phẩm chế biến sâu hơn về hàu như là hàu khô, tinh bột hàu, dầu hàu, bánh phồng hàu. Hy vọng trong tương lai thì sẽ có nhiều chương trình xúc tiến thương mại để cho gian hàng Việt Nam nói chung và công ty tôi Bavabi có thể là giới thiệu sản phẩm đến bạn bè thế giới nhiều hơn. Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Việt Tú, mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia hội chợ Trung Quốc ASEAN, nhưng doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị rất công phu, bài bản. Từ chiến lược xây dựng thương hiệu, cách lựa chọn, trưng bày những dòng sản phẩm trà cao cấp, đặc sắc nhất, đến khâu giới thiệu sản phẩm, giao lưu, kết nối với các đối tác và khách hàng quốc tế. Đặc biệt khi tiếp cận với khách hàng Trung Quốc, sự am hiểu về ngôn ngữ, văn hóa nước bạn chính là một thế mạnh của trà Việt Tú. Suốt một cái hành trình lịch sử phát triển của tỉnh Quảng Ninh, chúng ta có rất là nhiều những sản phẩm thế mạnh, có rất là nhiều những cái doanh nghiệp mà rất là tâm huyết khi mà đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Thì thực sự là trải qua một cái cơ hội lớn như thế này thì mình nhìn thấy là Quảng Ninh hoàn toàn đủ tự tin và có rất là nhiều những sản phẩm có giá trị là cao và có đầy đủ cái khả năng để tìm được cái chỗ đứng ở thị trường Trung Quốc. Ví dụ như là cái sản phẩm trà của gia đình nhà mình. Đầu tiên là mình muốn mọi người biết đến Quảng Ninh có một cái vùng trà rất là độc đáo, sinh ra từ biển. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu là định danh trà Đường Hoa, danh trà Quảng Ninh.
ở trên thị trường quốc tế. Hôm nay khi tham quan khu gian hàng Việt Nam, chúng tôi đã bị thu hút ngay bởi bàn trà này tại gian hàng Quảng Ninh và cứ ngồi đây mãi, chưa muốn rời đi. Được thưởng thức trà của các bạn thì tôi thấy hương vị rất là tuyệt vời. Ngoài các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh và trà Việt Tú, khu gian hàng tỉnh Quảng Ninh còn trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm ô cốp từ 3 sao đến 5 sao như trà hoa vàng Ba Chẽ, rượu mơ Yên Tử, rượu Bá Kích, miến song Bình Liêu. Đoàn công tác và các doanh nghiệp của tỉnh cũng trực tiếp làm việc với các đại lý doanh nghiệp muốn tìm hiểu về các sản phẩm đặc trưng và dịch vụ du lịch tiêu biểu của Quảng Ninh, hướng dẫn các doanh nghiệp làm việc và ký kết các thỏa thuận hợp tác, qua đó tiếp tục quảng bá tiềm năng thế mạnh về thương mại du lịch của tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Quảng Ninh tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tại Trung Quốc và các nước ASEAN. Là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3, ngay sau khi cơ bản hoàn thành việc thống kê, rà soát thiệt hại, huyện Vân Đồn đã nhanh chóng thực hiện việc sắp xếp vùng nuôi, giúp người dân khôi phục ngành nuôi trồng thủy sản. Việc sắp xếp dựa trên cơ sở đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển huyện Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đã được phê duyệt. Theo đó, dự kiến đến hết ngày 30 tháng 9, huyện Vân Đồn sẽ giao mốc giới khu vực biển khoảng 7.000 hectare mặt nước biển cho 85 hợp tác xã với hơn 1.000 hộ dân để khôi phục nuôi trồng thủy sản. Địa phương đã tổ chức họp hướng dẫn đăng ký, niêm yết công khai bản đồ các vùng khôi phục hoạt động nuôi trồng thủy sản, bố trí sắp xếp vị trí theo từng khu vực cụ thể. Tính đến ngày 26 tháng 9, huyện Vân Đồn đã giao mốc giới trên 3.200 hectare mặt nước cho 345 hộ để thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, gia cố lồng bè, dây phao, khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản. Tôi thấy là rất là yên tâm và trong cái sự quản lý của huyện để phân lô, phân luồng, để cho bà con và trong các xã để nuôi tái lại để nền kinh tế, và bây giờ hiện tại nước đang tạo điều kiện hết cỡ và đang đi đo cho coi như trong hợp tác xã của tôi rất là hài lòng. Nhưng bây giờ chúng tôi vào quy củ theo quy hoạch của nhà nước. Bão số 3 khiến nuôi trồng thủy sản của huyện Vân Đồn thiệt hại nặng nề, với trên 1.200 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị phá hủy, trên 130 tàu bị đắm vỡ mất tích, thiệt hại trên 32.000 tấn thủy sản đến kỳ thu hoạch, tổng giá trị trên 2.280 tỷ đồng. Việc giao khu vực biển cho người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn góp phần nhanh chóng khôi phục ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân vỡ phức tạp đốt sống cổ, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, khôi phục tốt, nhiều hy vọng trong việc vận động trở lại bình thường. Bệnh nhân được chuyển tuyến từ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên với chấn thương nặng, phức tạp do ngã từ trên cao trong quá trình chặt cây dọn dẹp sau bão số 3. Qua thăm khám cộng với kết quả chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân được xác định vỡ dập thân đốt sống C6, mất vững chèn ép tủy cổ, gây liệt không hoàn toàn tứ chi. Nguy cơ gây liệt hoàn toàn nếu không xử trí sớm. Để kịp thời cứu sống bệnh nhân cũng như cố gắng giảm thiểu tối đa các di chứng để lại, tăng cơ hội phục hồi vận động trở lại cho bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành phẫu thuật lấy toàn bộ thân đốt sống bị dập nát và thay bằng lồng titan, giải phóng chèn ép tủy cổ. Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân sau mổ hiện đã tỉnh táo, cảm giác vận động tứ chi tốt, còn yếu nhẹ chân phải. Sau khi phẫu thuật rồi, giờ chân phải tôi cũng cựa quậy được một tí rồi, nói chung là cũng hoạt động được. Bây giờ nói chung là tôi rất cảm thấy là có sức khỏe tôi là bình thường, ổn định dần dần. Trong tuần vừa qua thì bệnh viện vẫn tiếp nhận những nhóm bệnh nhân mà liên quan khắc phục sau bão, đặc biệt là những cái tai nạn sinh hoạt. Thì có những bệnh nhân đến viện là gãy xương, xương đùi, xương cẳng chân, có những trường hợp chấn thương bụng kín, chấn thương lồng ngực, và có những bệnh nhân bị chấn thương sọ não và cột sống. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chúng tôi luôn sẵn sàng tất cả các chuyên khoa, đảm bảo cái số lượng lớn, và thứ hai đảm bảo các cán bộ nhân viên y tế đủ trình độ chuyên môn để khắc phục cho nhóm bệnh nhân này trong thời gian tới. Hiện bệnh nhân được tiếp tục điều trị tích cực và tập phục hồi chức năng ngay trong những ngày tới. Theo thông tin từ các bệnh viện tuyến tỉnh, thì số ca tai nạn thương tích được ghi nhận thời gian gần đây có xu hướng tăng. Sau bão, mặc dù công việc khắc phục các công trình nhà cửa hư hại là rất lớn, song trong quá trình này cần đảm bảo an toàn tối đa cho người trực tiếp làm việc và những người xung quanh. Nếu xảy ra tai nạn thương tích, cần đến cơ sở y tế sớm nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tiếp theo là một số tin tức diễn ra trong ngày.
Hôm nay đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại MKL đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng kinh phí sửa chữa nhà ở cho 6 hộ gia đình là đảng viên, đoàn viên thanh niên của các đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiệt hại nặng về nhà ở do bão số 3 tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long. Tổng kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng cùng một số phần quà nhu yếu phẩm do đoàn viên thanh niên, các đơn vị đoàn trực thuộc đoàn khối đóng góp và huy động từ các doanh nghiệp. Hoạt động nhằm sẻ chia khó khăn, động viên các hộ gia đình nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Sáng nay tại thành phố Hạ Long, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc giải vô địch Vovinam các nhóm tuổi tỉnh Quảng Ninh lần thứ 10 năm 2024, thu hút 197 vận động viên của 10 địa phương đơn vị về tham gia. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung thi đấu, đơn luyện, song luyện, quyền đồng đội, đa luyện, đồng đội kỹ thuật và võ nhạc, tranh 40 bộ huy chương. Giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, trong đó ưu tiên phát triển các môn võ dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, góp phần nâng cao thể lực tầm vóc của người Việt Nam. Thông qua giải đấu, phát hiện tuyển chọn các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, bổ sung cho đội tuyển Vô Vinh Nam của tỉnh, tham gia bồi dưỡng thi đấu các giải quốc gia, quốc tế. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 29 tháng 9. Công an huyện Ba Chẽ cho biết đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Quang Hồng, sinh năm 1970, Lê Quang Trung, sinh năm 1983, cùng chú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Đỗ Minh Học, sinh năm 1992, chú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, Hoàng Tuấn Dũng, sinh năm 1983, chú tại khu 5, thị trấn Ba Chẽ, và Mạc Duy Long, sinh năm 2000, chú tại thôn Tân Tiến, xã Đồn Đà, huyện Ba Chẽ, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, từ ngày 7 tháng 9 đến nay, đội cảnh sát điều tra công an huyện Ba Chẽ đã phát hiện, mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng này đã có hành vi tổ chức mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 254 viên nén nghi ma túy tổng hợp, 14 viên nén nghi hồng phiến và 21 túi ni lông nghi chứa ketamin, methamphetamin, một súng ngắn ổ quay và 5 viên đạn cùng một số vật chứng liên quan. Hiện công an huyện Ba Chẽ đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tới đây xin được kết thúc. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.